2023, với bối cảnh khi mà lạm phát và suy thoái diễn ra trên toàn cầu, chúng ta cũng nhìn thấy được là doanh thu từ quảng cáo báo chí cũng đang bị sụt giảm. Và bên cạnh đó thì sự phát triển quá nhanh của công nghệ cũng khiến cho nhiều đơn vị báo chí và truyền hình cảm thấy là phải loay hoay làm sao để có thể bắt kịp được nhu cầu của khán giả. Thưa quý vị, vậy thì những sự thay đổi này có tác động như thế nào tới xu hướng của truyền hình và báo chí năm 2023? Phải làm sao để có những giải pháp giúp cho các đơn vị báo chí truyền hình có thể đứng vững trong bối cảnh của năm nay? Và đây sẽ là những nội dung được gửi đến quý vị thông qua bài thuyết trình Báo chí năm 2023, xu hướng và dự báo đến từ ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Trước hết thì xin cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam đã cho tôi cái cơ hội để được trao đổi cùng các anh chị. Đây là cái bài thuyết trình của tôi về những cái xu hướng và dự báo cho báo chí năm 2023. Đều là những cái báo cáo có thể gọi là mới nhất trên thế giới hiện nay. Một là cái bản báo cáo về xu hướng báo chí, truyền thông và công nghệ của Reuters vừa mới ra vào tháng 1. Báo cáo về các xu hướng công nghệ 2023 của một cái viện nghiên cứu rất nổi tiếng là Future Today vừa mới có vào tháng 3 2023, và một cái báo cáo là triển vọng xu hướng báo chí thế giới của One Infra cũng mới có cách đây khoảng một tuần. Trước hết chúng ta sẽ nhìn một số cái số liệu để xem hiện nay tình hình như thế nào. Trong giai đoạn 2021-2022 thì báo cáo các anh chị là tổng doanh thu của kể cả quảng cáo, kể cả phát hành và các nguồn khác của cơ quan báo chí vào khoảng 130 tỷ đô la. Mà như bên này các anh chị thấy rằng nói chung doanh thu về quảng cáo trên báo in là vẫn có xu hướng giảm trong những năm qua, và kể cả doanh thu từ phát hành. Bên kia là doanh thu từ digital, các anh chị có thể thấy rằng là mức tăng. Ví dụ như là doanh thu từ phát hành là 8,1% và quảng cáo là 2,8%, nhưng nói tóm lại nó vẫn rất bé, không thể bù lại cái khoản mất đi của báo in. Còn đây là cái doanh thu về quảng cáo trên báo in trong và điện tử trên thế giới trong năm qua. Thì như các anh chị thấy rằng là cái màu xanh là quảng cáo của digital, tuy nó có tăng nhưng cái mức tăng nó không đáng kể. Còn màu vàng kia là quảng cáo trên báo in, thì trong 6 năm qua nó đã bị giảm một nửa. Và xin báo cáo các anh chị là trong khi chúng ta thì bị giảm quảng cáo như vậy, toàn bộ số tiền, hầu như toàn bộ số tiền là rơi vào túi các ông lớn. Ví dụ, cứ 10 đô la chi cho thị trường quảng cáo toàn cầu thì Amazon, Alphabet và Meta đã hưởng 4 đô la rồi. Và trong thời gian qua, trong khi chúng ta giảm như vậy thì các ông lớn công nghệ đã bỏ túi khoảng 400 tỷ đô la mỗi năm. Anh chị tưởng tượng là toàn bộ báo chí trên cái trái đất này chỉ thu về có 130 tỷ thôi, mà mỗi năm thì mấy ông lớn này đã kiếm được 400 tỷ. Cùng nhà phân tích truyền thông là Brian Morrissey có nói rằng là lâu nay các cơ quan báo chí phàn nàn về sự thống trị của bộ đôi Google, Facebook. Bây giờ tình trạng nó còn thê thảm hơn, bởi cái nhóm thống trị đã trở thành bộ ba, bao gồm cả Amazon. Trong thời gian qua thì như chị biết là cái trang bán hàng của Amazon bây giờ họ bán thêm quảng cáo, và họ cũng đã chiếm một cái khoản thị phần rất lớn. Đây là những con số rất là nhanh để các anh chị thấy rằng là các cơ quan báo chí thì phải cạnh tranh bây giờ với cả Amazon, và riêng Amazon đã kiếm được số tiền còn cao hơn cả cái doanh thu từ tin tức của chúng ta. Cái này bấm hơi khó em ơi. Thì những cái quan điểm của các nhà lãnh đạo đối với tình hình năm nay là như thế nào? Thì đa số các nhà lãnh đạo cơ quan báo chí trong cái bản nghiên cứu của Reuters cho thấy rằng các yếu tố về lạm phát bất ổn và việc là giảm chi phí thì sẽ gây đến rất nhiều cái khó khăn cho các cơ quan báo chí. Nói chung là cái việc chi phí sản xuất thì tăng cao, cho nên bây giờ trong năm qua đã có rất nhiều cơ quan báo chí phải sa thải nhân viên, kể cả từ CNN, Guardian cho đến rất nhiều cơ quan báo chí khác. Tôi thì trong lúc nói chuyện với các anh em lãnh đạo cơ quan báo chí thì cũng cho biết rằng
ngay kể ở con báo chí chúng ta thì cũng có nhiều người đã ra đi. Họ chuyển sang làm công việc khác, chúng ta không có những cái chuyện sa thải nọ kia, nhưng mà cái việc chuyển dịch người làm báo đi sang lĩnh vực khác là thực tế của cả Việt Nam chúng ta. Và doanh nghiệp thì trong cái bối cảnh rất là khó khăn sau Covid, rồi lạm phát, rồi suy thoái kinh tế thì đã giảm chi phí cho quảng cáo rất là nhiều. Các gia đình thì giảm chi tiêu, và đương nhiên là các cơ quan báo chí sẽ gặp rất nhiều các cái khó khăn, và họ sẽ phải tiến hành rất nhiều biện pháp để giảm chi phí. Cho nên cái quan điểm hiện nay là cơ quan báo chí nào mà vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phát hành báo in và quảng cáo thì sẽ đặc biệt khó khăn, và báo địa phương thì còn khó khăn hơn nữa. Ở đây người ta cũng dự đoán rằng nhiều nước thì có khả năng là chính quyền sẽ phải hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho báo chí. Các đài phát thanh truyền hình thì cũng vấp phải càng nhiều cái thay đổi về mặt công nghệ, trong khi khán thính giả thì sụt giảm nhanh chóng. Và xin thưa là khán thính giả sụt giảm ở tất cả các nhóm tuổi. Đừng nghĩ rằng là người lớn tuổi thì vẫn tiếp tục theo dõi truyền hình, không phải. Bây giờ các cụ, bố mẹ các anh chị đây và bố mẹ tôi chắc là xem trên mạng nhiều hơn, YouTube nhiều hơn. Và chưa kể chúng ta nói là câu chuyện là tin giả, tin xấu độc đi qua đường này. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong năm nay? Dự báo là rất nhiều tờ báo in sẽ cắt giảm. Sẽ có nhiều tờ báo in là không thể ra hàng tuần nữa, hoặc thậm chí không ra báo in nữa mà chỉ chuyển lên phiên bản online. Đây là cái điều mà người ta dự đoán trên thế giới sẽ xảy ra. Với các đài phát thanh truyền hình thì sẽ thử nghiệm nhiều cái sản phẩm digital. Những cái bước đi của CNN, BBC, rồi các một số các cái kênh phát thanh truyền hình trên thế giới khác cho thấy cái hướng đi này. Trả phí digital thì là cái vấn đề trên thế giới đã nói đến lâu nay, và Việt Nam chúng ta thì bước đi hơi chậm, nhưng trên thế giới thì các anh chị thấy bây giờ là bắt buộc phải trả phí để được đọc những nội dung hiệu quả. Nói chung các cơ quan báo chí thế giới thì khá là tin tưởng vào cái việc trả phí. Việt Nam chúng ta thì cứ ngồi hoài nghi, còn ở nước ngoài ta làm rồi. Và đương nhiên là có chuyện trả phí thì nó không dễ. Không phải là chúng ta cứ lấy thấy New York Times thành công mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ thành công. Sẽ có một số ít thành công và rất rất nhiều cơ quan báo chí thì sẽ rất khó khăn. Nhưng cái hướng đi hiện nay là chúng ta bán gọi là bán gói, không chỉ bán một đọc tin mà có thể là cho xem chơi đố chữ hay là xem các cái nội dung khác, thì người ta cho rằng là có khả năng sẽ giúp mang lại cái hiệu quả về thu phí. Và lời khuyên cho năm nay là nên tập trung vào việc giữ chân người trả phí có được, thay vì đi tìm kiếm người mới. Nói chung, những người mà đã trung thành với chúng ta rồi thì cái chi phí để giữ chân họ thì rẻ hơn là đi tìm người mới. Và trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay, suy thoái nọ kia nếu có rồi thì cố gắng, thay vì là phải đầu tư chi phí kéo thêm người mới. Các tờ báo thì cũng có rất nhiều cách thức để giữ chân, ví dụ như là giảm giá, thế rồi dành những cái ưu đãi đặc biệt để người dùng tiếp tục trả phí. Trong một nghiên cứu gần đây thì cơ quan báo chí thế giới gọi là INMA đã nhận thấy là hầu hết các cơ quan báo chí thì bắt đầu phát triển các sản phẩm mà nhấn mạnh tới cái tầm quan trọng và giá trị của người báo. Khi mà chúng ta thấy là trên thế giới nội dung nó quá hỗn loạn như vậy thì mọi người đều phải cố gắng chứng minh rằng tôi, cơ quan báo chí này mang lại những giá trị rất là lớn lao cho xã hội, và người ta bắt đầu nhấn mạnh đến những cái điều này để thu hút người dùng. Cung cấp các gói giá trị cao, đây là một cách làm khá là hay ở trên thế giới hiện nay. Một ví dụ là New York Times và General Electric, họ đã mua toàn bộ cái trang quảng cáo của New York Times và đưa ra những cái gói tích hợp với nhau để kéo người dùng. Và như CEO của New York Times nói là những người mà mua gói như này thì khả năng họ bỏ đi thì sẽ thấp hơn. Đây là Le Figaro của Pháp, họ cũng đưa ra những gói tương tự như vậy. Và nhu cầu hiện nay là phải đa dạng hóa nguồn thu. Hầu hết các cơ quan báo chí hiện nay thì đặt cái vấn đề đa dạng hóa nguồn thu là cái nhu cầu lớn nhất. Người ta cho rằng là trong số khoảng 13-14 các cái mô hình kinh doanh về báo chí thì mỗi cơ quan báo chí phải áp dụng tối thiểu là 3 hoặc 4 thì mới có thể thành công. Thì hiện nay cơ quan báo chí chúng ta đa phần là chúng ta dựa vào quảng cáo, hoặc là có thể thêm cái phần gọi là
phát hành nữa, nhưng mà như vậy là quá ít và như vậy rất là rủi ro, cho nên là cần phải đa dạng hóa cái nguồn thu để đảm bảo sự tăng trưởng. Hôm nay chuyển đổi số nhưng mà cái nút bấm cơm này thì xem ra vẫn rất trục trặc nhỉ. Em ơi, đây ạ, đây là những cái nguồn thu quan trọng đối với các cơ quan báo chí. Như anh chị thấy là từ thu phí, từ membership hay là quảng cáo hiển thị, quảng cáo native, tổ chức sự kiện cũng trở thành một cái yếu tố rất quan trọng cho cơ quan báo chí để tạo thêm nguồn thu. Một vấn đề nữa là cái sự tranh cãi giữa các nền tảng công nghệ và báo chí. Dự kiến trong năm nay thì vấn đề này sẽ tiếp tục nóng lên. Hai năm trước thì các anh chị cũng đã biết cái câu chuyện mà ở Australia họ bắt đầu yêu cầu các cái nền tảng phải ký những thỏa thuận với cơ quan báo chí và trả tiền để sử dụng. Và cuộc tranh cãi đó thì bây giờ đã lan sang Canada, sang châu Âu. Và người ta cho rằng là cái sự tranh cãi này trong năm nay sẽ bắt đầu tăng lên. Facebook thì đã dọa là nếu mà các ông bắt tôi trả tiền như vậy thì thôi tôi không chạy tin tức trên Facebook nữa. Mà họ đã giảm cái số tin tức ở trên Facebook và tranh cãi, và có khả năng là có sẽ chấm dứt cái việc này ở Mỹ và có thể mở rộng sang các nơi khác. Vừa sáng nay thì báo cáo các anh chị là chính quyền của Tổng thống Biden ở Mỹ đã dọa là TikTok, tức là công ty mẹ là ByteDance, sẽ phải bán cái ứng dụng này cho họ, nếu không là có khả năng sẽ bị chặn toàn bộ tại nước Mỹ. Đây cũng là một cái bước đi mới. Mà nếu các anh chị nghiên cứu về công nghệ sẽ thấy rằng TikTok đang là một nền tảng là tăng trưởng rất là nhanh chóng, vượt xa rất nhiều về tốc độ so với các ứng dụng như là Facebook, YouTube. Có một điều cũng đang được áp dụng trong thời gian qua và trong năm nay có khả năng sẽ được thúc đẩy mạnh, đó là liên minh giữa các con báo chí. Khi mà chúng ta đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc đối đầu với các ông lớn công nghệ thì có một xu hướng là các con báo chí sẽ hợp tác với nhau để chúng ta có một số lượng người dùng đủ hiệu quả để chúng ta có thể tạo ra những cái mạng lưới kinh doanh quảng cáo của mình. Đơn cử như là một số nước như tại Pháp, 17 cơ quan báo chí lớn đã hợp tác lại với nhau. Hay là ngay đây là ở Thụy Sĩ thôi, thì có một cái hệ thống mạng lưới kết nối tất cả cơ quan báo chí truyền hình lại. Và riêng cái hệ thống này họ đã có khoảng 2 triệu người dùng. Người dùng chỉ cần việc đăng nhập bằng một tài khoản ID duy nhất và có thể đăng nhập vào hết tất cả các cơ quan báo chí khác. Thì việc tạo nên một cái liên minh như vậy hy vọng là sẽ giúp cơ quan báo chí tạo một cái sức mạnh đủ hiệu quả, đủ số người để có thể bán quảng cáo cũng như là có các hoạt động khác. Và như đã nói thì cái xu hướng quảng cáo cao cấp bắt đầu phát triển. Hiện nay chúng ta mà lên các cái trang web của Việt Nam, các anh chị sẽ thấy là chi chít các loại quảng cáo programmatic. Phải nói là nếu đối ở góc độ người dùng thì người ta sẽ rất là khó chịu. Thì hiện nay nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới áp dụng cách thức là website sạch, có nghĩa là lựa chọn người dùng rất là premium và không có quá nhiều quảng cáo như thế. Hãng General Electric đã trong một khoảng thời gian nhất định đã mua toàn bộ quảng cáo trên cả báo in lẫn các nền tảng số của New York Times. Tuy nhiên người ta không tiết lộ cái số tiền là bao nhiêu, nhưng các anh chị tưởng tượng là chỉ có một loại quảng cáo duy nhất trên toàn bộ trang, nên cái trang nó cũng rất là sạch. Và một xu hướng nữa là mở rộng ra thị trường quốc tế. Cái này thì Việt Nam chúng ta cũng chưa mạnh dạn lắm như ở nước ngoài. Những tờ báo ở Anh chẳng hạn thì họ ra những phiên bản ở Mỹ dành riêng cho người Mỹ. Mặc dù vẫn là tiếng Anh đấy nhưng mà nhắm vào thị trường dành cho người Mỹ, hoặc thậm chí là có những tờ báo mà nhắm vào người Mỹ gốc Ireland thôi chẳng hạn. Thì việc mở rộng ra nước ngoài như thế cũng là một cái xu hướng. Dự kiến trong năm nay thì Internet đã tới đỉnh và chúng ta đang vấp phải một cái thách thức gọi là né tránh tin tức. Cái tình trạng này nó xảy ra kể từ khi chúng ta xảy ra cái đại dịch Covid. Lúc đầu thì mọi người rất là muốn biết nhiều thông tin về Covid, nhưng sau khi có quá nhiều thông tin như vậy thì nó bị dẫn vào tình trạng là né tránh, không đọc tin nữa. Và không đọc tin nữa thì nó cũng liên quan đến rất nhiều cái nội dung khác, người ta sẽ không tiếp cận được. Thì tình trạng gọi là né tránh Covid, né tránh tin tức này đang ngày càng trở nên lan rộng. Và thực tế cho thấy đây là tình hình rất là nguy hiểm. Nếu người ta né tránh tin tức trên những cái trang báo chính thống của chúng ta thì chúng ta không thể có những cái thông tin hữu ích mà định hướng cho họ.
Và các anh chị cũng lưu ý là lượng truy cập vào website rất nhiều cơ quan báo chí là giảm đi hoặc ngang bằng, ở chỗ này là khoảng hơn 50%. Nên chúng ta mong chờ là truy cập trên website sẽ cứu vãn được ở trong cái nền tảng khác. Nhưng xin thưa là bây giờ ngay kể cả với digital thì số lượng người xem cũng có nguy cơ là ngang bằng hoặc là giảm đi. Dữ liệu trong cái báo cáo của Reuters cho thấy là tình trạng né tránh tin tức thường liên quan đến cả những cái tin tức rất là quan trọng. Vì nhiều người cho rằng là họ tiếp xúc những thông tin này, bây giờ họ cảm thấy là nhiều thông tin tiêu cực quá, đánh giết chiến tranh bạo loạn khắp nơi và họ cảm thấy rất là bất lực, cho nên là không muốn đọc những cái tin này nữa. Thì hiện nay có một số cái biện pháp để giúp cho báo chí giữ được cái vị thế của mình. Thì rất nhiều cơ quan báo chí hiện nay là đi theo cái phương thức gọi là báo chí giải thích. Báo cáo các anh chị là ở báo Nhân Dân chúng tôi thì mở ra cái mục gọi là tri thức chuyên sâu, và chúng tôi cái slogan của mục đấy là mọi vấn đề đều có lời giải. Và khi có những vấn đề giả dụ như là đề cương văn hóa thì là chúng tôi làm rất là sâu, không phải chỉ một hai bài mà giải thích rất là kỹ càng. Hay là về một địa danh hay là về một nhân vật, ví dụ chúng tôi khi mà ông Shinzo Abe, nguyên thủ tướng, cựu thủ tướng Nhật chết mất, thì chúng tôi ra hẳn một cái rất là chuyên sâu về ông này. Hay là khi chúng tôi muốn giới thiệu một vùng đất, ví dụ như Trà Tân Cương chẳng hạn, thì ra hẳn một chuyên trang và giải thích rất rõ ràng. Thì cái xu hướng gọi là báo chí giải thích, báo chí giải pháp, báo chí xây dựng hiện nay là trở thành một cái xu hướng trên thế giới. Và kể cả cái dạng gọi là Q&A thì mọi người cũng thích đọc hơn. Vì rất nhiều người cho rằng là những cái bài viết mà qua lăng kính của nhà báo có thể nó bị một chút định kiến. Cho nên họ muốn hỏi gì đáp nấy, hỏi gì đáp nấy, và tự họ sẽ chiêm nghiệm những cái lời trả lời đấy thay vì qua lăng kính của nhà báo. Điều này chúng ta đã từng nói đến rồi, niềm tin đối với mọi loại hình báo chí đang suy giảm. Xin thưa các anh chị là trong suốt những năm qua thì cái chỉ số về niềm tin đối với báo chí liên tục giảm sút, có lúc nó tăng lên một chút nhưng mà nó vẫn đang trong một cái xu thế giảm. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong năm nay? Nhu cầu người ta sẽ đọc tin tích cực nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng là thông tin cướp giết hiếp là sẽ là thu hút nhiều, không phải. Những loại thông tin như vậy đã từng là cái bảo bối để các cơ quan báo chí thu hút người dùng, nhưng bây giờ xu hướng người ta muốn đọc những cái gì nó thật là tích cực. Ngay như một cái trang web dành cho giới LGBT là Pink News thì họ thậm chí có một cái nút để kiểm soát cái tâm trạng của người dùng. Ví dụ như là nếu các anh chị không thích đọc những loại tin tiêu cực nữa thì là ấn vào cái nút, thế là nó sẽ tự động loại bỏ những cái thông tin đó đi. Tất nhiên để làm được như thế này thì cái hệ thống của chúng ta phải cài đặt những cái hệ thống trí tuệ nhân tạo. Khi chúng tôi làm ở Vietnam Plus thì có phối hợp với anh Jack Nguyễn ở Insider kia, chúng tôi xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo để nắm bắt hành vi người dùng. Thì việc mà sử dụng những cái nút này thì nó sẽ rất là dễ dàng. Cái xu hướng hiện nay cũng là làm ra những cái nội dung mà tập trung vào con người. Chúng ta thì thường nói rằng là độc giả là trên hết, nhưng mà thực ra trong quá trình làm tin, làm báo thì không phải lúc nào chúng ta cũng đi theo được đúng cái tôn chỉ mục đích này. Thì xu hướng hiện nay là những nội dung mà tập trung vào con người thì là sẽ được mọi người quan tâm hơn. Và như đã nói thì các cơ quan báo chí sẽ dần áp dụng những công cụ mà giúp độc giả nắm cái quyền kiểm soát, giống như cái nút vừa xong của Pink News. Về sáng tạo format thì xu hướng của năm ngoái là sẽ tiếp tục đi theo hướng audio và video, rồi chưa kể là những dạng newsletter và một số các cái cách thức khác. Như ở đây các anh chị thấy rằng là cái mối quan tâm của các cơ quan báo chí tuy có giảm đi một chút nhưng mà cái podcast và digital audio vẫn là một cái ưu tiên rất là lớn. Rồi là email, digital video và visual là các cái thị giác. Một cái phần quan trọng của báo chí trong thời gian tới là việc phải tạo ra được các cái sản phẩm. Báo chí chúng ta thì không chỉ có đưa tin bài theo cách thức báo chí thông thường mà phải tạo ra được những sản phẩm đặc biệt. Thì các cơ quan báo chí trên thế giới bây giờ đều đi theo hướng như thế này. Và tất nhiên là cách này đã dần phổ biến, nhưng các cơ quan báo chí thì cũng chưa cảm thấy hài lòng lắm là về cái tốc độ đưa ra các sản phẩm của các cơ quan báo chí như vậy. Đây các anh chị có thể thấy rằng với Washington Post, họ đã tạo ra những cái sản phẩm riêng.
Anh nghĩ đây là cái cách, cái mô hình của New York Times khi mà tạo ra sản phẩm để giúp kết nối với người dùng và đáp ứng chúng cái nhu cầu của người dùng. 2023 thì sẽ là năm đột phá về trí tuệ nhân tạo. Cái này chúng ta đã thấy gần đây rồi, câu chuyện của ChatGPT cũng như rất nhiều các cái ứng dụng AI quan trọng khác giúp cho chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong công việc. Ví dụ như những việc mà nó tùn mùn, lặp đi lặp lại, hay là những cái chồng dữ liệu rất lớn thì bây giờ AI giải quyết rất tốt. Tuy nhiên thì cũng có cái sự phấn khích nó hơi quá, tức là ai cũng nghĩ rằng thôi thế bây giờ có AI rồi, có trí tuệ nhân tạo rồi, thế thì lấy mất công việc con người, hay là thôi thì bây giờ nhiều việc đơn giản quá giao cho máy làm. Đơn cử như hôm trước có một bạn cũng khoe tôi là viết một cái thông cáo báo chí sử dụng AI để viết. Và AI thì nó viết cũng tốt, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cứ khoán việc cho AI thì chúng ta sẽ ra được những cái sản phẩm trên báo chí. Hôm vừa rồi tôi cũng viết một cái bài khá dài 4.500 chữ về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Và đây không có thời gian nhưng xin nói với anh chị là AI là còn rất nhiều vấn đề thách thức, từ những vấn đề về bản quyền, từ những vấn đề về gọi là sao chép đạo văn, rồi là nọ kia, rồi còn vấn đề chi phí nữa. Thì nó còn rất nhiều thứ, thì khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Nhưng mà đây như anh chị thấy rằng cái hệ thống AI, bây giờ chúng ta chỉ cần ra lệnh thì nó sẽ vẽ lên những cái bức hình mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Còn có một hệ thống gọi là tự động làm nhạc, cái này của Google ạ. Nếu anh chị đã từng thử thì chúng ta chỉ cần ra lệnh bằng văn bản, bằng text, gõ vào thôi thì nó sẽ lên các đoạn nhạc. Các anh chị thích nhạc punk hay nhạc jazz hay blues thì ngay lập tức nó sản xuất ra những cái đoạn nhạc như vậy. Đây là hệ thống của Google. Microsoft có một hệ thống gọi là Vali, thì nó có thể tạo ra bất kỳ giọng nói của ai trong vòng 3 giây. Chúng ta chỉ cần nhập một cái đoạn, chỉ cần 3 giây giọng nói của chúng ta thôi, thì sau đó là dùng text điều khiển, có thể ra những cái câu nói của mọi người. Cách đây mấy năm thì nó có một cái hệ thống gọi là Voice Vocal, làm hệ thống của Photoshop, mà các anh chị chỉ cần gõ chữ thôi thì nó sẽ ra cả cái giọng văn của mình, và mình muốn hoán đổi thì giống kiểu cắt dán, cắt paste. Thì bây giờ cái Vali của Microsoft còn cao cấp hơn, là có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ ai. Và như đã nói thì sử dụng ChatGPT bây giờ đang là một thách thức rất lớn, không chỉ đối với Google đâu mà đối với các cơ quan báo chí chúng ta. Đơn cử là ví dụ khi người ta lên search engine, người ta tìm một vấn đề gì đó thì nó sẽ trả lại là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn những cái đường link, đúng không ạ? Và người dùng sẽ vào cái đường link đấy, thì trong số đường link đấy chính là có những cái đường link của các cơ quan báo chí chúng ta. Giả dụ chúng ta hỏi về một nhân vật, hỏi về chuyện gọi là những sự kiện mới, thế nếu mà người ta đọc vào cái trang web của chúng ta thì như mọi người biết là 50% traffic đến từ các search engine. Thế nhưng bây giờ ChatGPT là nó ra một cái đoạn câu trả lời và nó không có đường link nữa. Thế thì người ta sẽ không ai người ta chạy vào cái đường link của nhà báo nữa, báo chí, đúng không ạ? Và kèm theo như thế là mất tiền quảng cáo. Cho nên ChatGPT là một mối đe dọa rất lớn đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới. Cái gọi là AI tạo sinh, gọi là generative AI, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho cơ quan báo chí, nhưng mà cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng, ví dụ như là deepfakes của những năm trước đây. Thì xin báo cáo anh chị là gần đây thì đã có tình trạng là người ta đã dùng deepfakes để lừa đảo tại Việt Nam rồi. Ví dụ gọi điện thoại trong vòng 20 giây, thế là có khuôn mặt của chị Hiền chẳng hạn, thế là tôi rất là tin tưởng là đấy là người mình quen biết, thì xong trao đổi, xong gửi tiền nọ kia, nhưng mà thực ra là giả mạo. Tôi xin nói nhanh qua chỗ này, một số dự báo về báo chí năm 2023. Bi quan trong ngắn hạn, nhưng sẽ là lạc quan về dài hạn. Với câu hỏi là trong vòng 12 tháng tới thì liệu xu hướng như thế nào, thì cái tỷ lệ mà bi quan là nó cao hơn so với năm trước. Nhưng mà có một số cơ quan báo chí thì rất là lạc quan về cái triển vọng trong 3 năm tới. Kỳ vọng doanh thu tăng lên, kết quả thì cũng có vẻ là tăng hơn so với năm 2021. Hầu hết cơ quan báo chí đều dự kiến là doanh thu tăng lên. Nhưng quan trọng là sự tăng lên này nó đến từ các thị trường đang nổi, những cái nước đang phát triển, chứ không phải là ở những nước phát triển. Và biên độ lợi nhuận thì cũng không cao lắm. Các anh chị lưu ý là tăng trưởng được là nhờ các nguồn doanh thu khác như đã nói ở trên, thì không thể tiếp tục quá dựa vào quảng cáo và phát hành được.
mà sẽ phải tạo ra từ cái nguồn doanh thu khác. Ví dụ như là tổ chức sự kiện hiện nay là ở với nhiều cơ quan báo chí lớn thế giới là chiếm được khoảng 20% doanh thu. Hay là họ còn tổ chức như kiểu thương mại điện tử hoặc là cấp phép nội dung. Dẫu sao thì quảng cáo vẫn là nguồn thu chính và báo in thì vẫn mang loại doanh thu lớn. Digital thì chưa bù đắp được. Về đầu tư thì nói chung chúng ta vẫn đang đầu tư rất nhiều cho bộ phận nội dung. Nhưng mà cái phần nghiên cứu sản phẩm R&D chính là những lĩnh vực mà các cơ quan báo chí đang rất là tập trung chi phí. Và cũng phải đầu tư vào phân tích dữ liệu gọi là và thu thập các cái thông tin. Việc chuyển hướng sang AI sẽ là cái tác động mạnh mẽ nhất. Nói chung hầu hết cơ quan báo chí hiện nay đều cho rằng phải quan tâm đến AI và cần phải đầu tư nhiều, kể cả việc gọi là hướng đến metaverse, vũ trụ ảo. Câu chuyện chuyển đổi số thì cũng chưa được mạnh mẽ lắm, dự kiến là sẽ còn mất nhiều thời gian. Một số cái diễn biến khác, dự báo trong năm nay sẽ có thêm nhiều nhật báo phải ngừng bản in. Và thậm chí là nhiều cơ quan báo chí, trong đấy có cả phát thanh truyền hình, dự kiến là sẽ chỉ tập trung vào online, chứ không phát sóng như bình thường nữa. Và chúng ta sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với những cái ông lớn đang nổi lên, ví dụ như Netflix. Hiện nay Netflix đã bắt đầu bán quảng cáo trên hệ thống của họ. Và đây là một cái sự cạnh tranh rất lớn đối với các hãng phát thanh truyền hình trên thế giới. Trong năm 2022 thì đã có một sự bùng nổ sáng tạo về kể chuyện video ngắn trên mạng xã hội và nhắm vào giới trẻ. Mà dự báo thì tiếp tục cái xu hướng này sẽ được tiếp tục trong năm 2023. Cuối cùng là câu chuyện về kính thông minh, các thiết bị VR và kể cả vũ trụ ảo thì sẽ thu hút. Nhưng mà cái này thì cũng chưa được gắn kết nhiều với cơ quan báo chí. Chúng ta biết để chúng ta tham khảo và có hướng đi, nhưng mà nếu đầu tư thì các anh chị phải hết sức thận trọng, nếu không thì sẽ rất tốn tiền. Xin trân trọng cảm ơn.